Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2022. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục tăng hơn 1%, nhưng giảm tuần thứ hai liên tiếp. Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, nhưng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp sau một tuần giao dịch đầy biến động vì lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giá dầu thô gần nhẹ với WTI của Mỹ tăng 1,95%. Lên 104,99 USD trên thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 5 cũng tăng 1,24% lên 107,96 USD trên thùng. Giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Chốt phiên giao dịch thì giá dầu thô Brent giao sau đã tăng 1,2% lên 107,93 USD trên thùng, sau khi đã tăng gần 9% vào phiên trước, mức tăng phần trăm lớn nhất trong một ngày kể từ giữa năm 2020. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,7% lên 104,7 USD trên thùng. Trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 3, giá dầu WTI cũng tăng thêm tới 8%. Kết thúc tuần, giá cả hai loại dầu ghi nhận mức giảm 4% sau khi giao dịch trong phạm vi 16 USD, giá đạt mức cao nhất trong 14 năm tính từ tuần trước đến nay, đã dẫn tới các đợt chốt lời kể từ đó. Nga cho biết vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào sau ngày đàm phán thứ tư với Ukraine. Đầu tuần, một số dấu hiệu tiến triển đã xuất hiện. Giá dầu thô đã biến động mạnh và được thúc đẩy bởi tình trạng gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh các thương nhân tránh dầu có nguồn gốc từ Nga và kho dự trữ dầu ngày càng cạn kiệt. Tuy nhiên, giá đã bị áp lực bởi những lo ngại về nhu cầu với số ca mắc COVID-19 tăng cao tại Trung Quốc sau khi các cuộc đàm phán chật vật với Iran đã trở thành yếu tố không lường trước trên thị trường. Về tình hình giá xăng dầu trong nước hôm nay, chiều ngày 11 tháng 3 vừa qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều hành giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tính từ ngày 11 tháng 3 vẫn áp dụng ở mức giá như sau: xăng E5 RON 92 tăng 2.908 đồng trên lít, giá không cao hơn 28.985 đồng trên lít; xăng RON 95 tăng 2.990 đồng trên lít, giá không cao hơn 29.824 đồng trên lít; dầu diesel tăng 3.958 đồng trên lít, giá không cao hơn 25.268 đồng trên lít; dầu hỏa tăng 3.940 đồng trên lít, giá không cao hơn 23.918 đồng trên lít; và dầu mazut thì tăng 2.519 đồng, giá không cao hơn 20.987 đồng trên kg. Mức giá này có hiệu lực từ 15 giờ ngày 11 tháng 3. Theo dự đoán, giá xăng dầu trong nước sẽ điều chỉnh giảm trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tới đây ngày 21 tháng 3. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá xăng dầu sáng nay ngày 19 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.